Mà tao hỏi thật nhé, mày đang thích ai không? Thích ai giờ này thì còn ý nghĩa gì nữa? Sao không ý nghĩa? Bây giờ có tình yêu vào thì có động lực chữa bệnh chứ. Mày biết ung thư là chết mà, chữa làm sao được. Tao chấp nhận rồi. Được ngày nào hay ngày đấy. Chị yêu đương để làm gì? Tao về đây, bố tao đang đợi cơm. Ai đấy? Cô làm gì đấy? Tôi xin lỗi, không cố ý nghe trộm đâu. Cô nghe thấy hết rồi á? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Bác ơi, hôm nay con đến đây thắp nén hương tạ tội với bác. Chuyện là thế này bác ạ, con nghe theo lời của anh Cường, con thuê đám lưu manh để phá cái hội thằng Khoa. Ai ngờ đâu chúng nó tham quá, gây chuyện tày trời với bác. Con xin được tạ tội với mẹ. Con mong mẹ được bình yên rồi xuôi vào. Nói luôn đi, mạnh dạn lên. Chú bấm quẻ rồi, chúng mày còn có cả con nữa cơ đấy. Nói đi, nói đi. Này, đừng có thấy người ta hiền mà định bắt nạt nhá. Viễn, không việc gì phải sợ cái ông dở hơi này. Không, tôi không sợ đâu. Tôi thích Mận thật. Thích thật này. Hóa ra thằng Viễn đang thích con Mận à? Ô, thế thì đẹp đôi quá, ôi thằng này đẹp trai quá nhở. Mận mẹ xinh gái mà, chọn được ngày lành tháng tốt mà cưới đi. Được rồi quá, đẹp quá nhở, hai đứa này đẹp đôi quá. Ôi, chọn ngày